Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2024. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 9, 83 cán bộ xã phường thị trấn phụ trách cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ được bồi dưỡng các kỹ năng về thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác tham mưu trong cải cách hành chính, xây dựng các phương án và phân tích ưu nhược điểm các phương án phục vụ công tác tham mưu, xử lý thông tin trong cải cách hành chính, giao tiếp ứng xử, giải quyết vấn đề, giao tiếp ứng xử, xây dựng chương trình soạn thảo kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số.